Chạm đến văn hóa là chạm đến vùng nhạy cảm. Việc nữ ca sĩ người Mỹ các Annie Murphy đã lựa chọn trang phục giống với áo dài làm đồ biểu diễn nhưng không mặc quần dài mà chỉ có nội y đã gây nên làn sóng bức xúc mạnh khoảng trong cộng đồng. Trong những hình ảnh và video ngắn được chủ nhân giải Grammy cô ăn hồn trên mạng xóm hội, cô uốn éo, tạo dáng kiêu gợi, động tác khiêu khích với bộ cánh vừa mặc lên sân khấu. Câu chuyện này nhanh lẹ gây xem xét với truyền thông Việt Nam và được bàn tán rầm rộ trên mạng xóm hội. Nhiều người dùng mạng đã mở các cuộc chiêu mộ đồng đội để kéo vào trang cá nhân của cô nàng quấy rối kèm hashtag Rowan O'Day tôn trọng áo dài, Sasori Tojiho hãy xin lỗi Việt Nam, nhưng thay vì những lời giảng nghĩa nhẹ nhàng, bình tĩnh để cô ấy hiểu mặc áo dài thế nào mới chuẩn, thì nhiều phần là những lời chửi bới, thoát mạ nặng trĩu nề, có người còn viết bằng tiếng Việt. Nhiều người biết đến trong showbiz Việt cũng bày tỏ sự không hài lòng với ca sĩ Mỹ. Câu chuyện này thực ra không quá mới, nhất là khi làn sóng châu Á ở mọi lĩnh vực đang chi phối mạnh khỏe đến xu hướng thẩm mỹ ở phương Tây những năm gần đây, khác lạ là thời trang. Việc áo dài Việt Nam nằm trong sự lựa chọn của nhiều ngôi sao Hollywood trong những sự khiếu nại cũng không phải hiếm gặp. Trước các Annie Murphy, Rác Anh Heo Hồn cũng từng mặc áo dài không kèm quần, lộ dòng ba tại lễ trao giải Billboard Music Award 2019, diễn ra tối 1 tháng 5 tại nhà thi đấu Ranga Anh ở Las Vegas, Mỹ, lôi cuốn nhiều ngôi sao Hollywood tham dự. Thay vì chọn trang phục nguyên bản dạng, những cô nàng người Mỹ nóng bỏng này đã chọn áo dài kiểu tinh giản, chỉ mặc áo mà không có quần, có lẽ để thêm phần gợi cảm. Sự tinh giản này có đẹp hay không còn tùy thẩm mỹ của mỗi người, nhưng rõ những nàng Tây này đã khai thác tính quyến rũ của áo dài Việt bằng cách hở bạo mà không hiểu được rằng tự thân áo dài đã đủ xô xi chính trong sự quản hồn ớt, kín và toàn vẹn của nó. Chẳng trách mà dư luận ở Việt Nam nổi đó đến thế. Quốc phục liên quan đến văn hóa, hình ảnh, tinh thần của một đất nước. Bất kỳ dân tộc nào cũng có lòng tự tôn, tự hào, và khi một ai đó đụng chạm, làm sai lệch văn hóa của đất nước đó, người dân phản ứng là chuyện tất yếu hèn. Rác Anh Heo Hồn từng gây tranh cãi vì mặc áo dài không mang quần. Không chỉ người dân Việt có phản ứng mạnh khoảng khi quốc phục bị mặc sai hô nô cách hở hang, mà có lẽ người dân của các non sông khác cũng sẽ ném đá, tẩy chay bất cứ ai mặc trang phục truyền thống của họ không đúng cách, hoặc nhắc đến tên của quốc phục một cách không đúng mực. Kim Kardashian có lẽ hiểu điều đó hơn ai hết. Cuối tháng 6 vừa rồi, khi giới thiệu bộ ảnh dòng sản phẩm nội y định dáng mà cô mất 15 năm phát triển, cái tên Kimono được Kim chọn và định đăng ký chiếm hữu yêu thương hiệu đã dấp phải làn sóng chỉ trích mạnh khoảng từ Nhật Bản. Nhiều người đã nhanh lẹ phản đối, trích dẫn sự chiếm đoạt văn hóa, một điều mà cô Kim siêu dòng ba đã bị kết tội quá nhiều lần trong quá khứ, bởi lẽ kimono là trang phục truyền thống của thiếu phụ Nhật Bản mặc trong các dịp trọng đại như ngày đầu năm mới, lễ trưởng thành, Tết thiếu nhi, tang lễ. Việc đặt tên đó cho đồ nội y là thiếu tôn trọng văn hóa nước này. Kết quả, Kim đã phải xin lỗi công khai và từ bỏ dự định sử dụng tên quốc phục Nhật Bản để đặt cho yêu thương hiệu nội y của mình. Trở lại với câu chuyện ngắn dài. Tôi cho rằng, tuyên bố các Annie Murphy hay Sa Anh Heo Hồn cố tình phỉ báng trang phục được hô là quốc phục Việt Nam có lẽ hơi chột mũi, chủ quan. Tôi không bên họ, tất nhiên, và cũng không cảm thấy tự hào gì khi nhiều người biết đến của xứ cờ hoa đã mặc áo dài hô nô cách không chuẩn mực như vậy. Đúng như các Ngô Thanh Dân nhận định, việc các Annie mặc áo dài Việt thiếu quần tạm cho rằng cô ấy không cố ý xúc phạm bạn dạng sắc hay làm tổn yêu thương dân tộc chúng ta, cho thấy một sự an hiểu túng bấn về bộ trang phục đó. Cái sai rõ nhất của các Annie và cả Sa Anh Heo Hồn nữa là họ muốn được nổi bật nhưng lại không chịu tò mò văn hóa và hời hợt trong lựa chọn trang phục. Houthi Bốc Anh nhiều người biết đến người Mỹ gốc Việt Miss Anh Hồn Phan cũng báo cáo phản ứng với các Annie rất đúng trọng tâm và đầy sự cầu thị như thế này, đúng là trong cô ấy thật sâu si với trang phục này nhưng mọi sự sáng sủa tạo nên tôn trọng giá trị văn hóa truyền thống. Mặc áo dài là điều tuyệt vời. Nhưng bạn nên mặc quần, nếu không trong bạn chẳng khác gì một mớ hỗn độn, vì việc mặc áo dài hô nô cách các Annie thì chẳng khác nào đại trượng phu mặc hô không quần. Dinh vào một điều tốt đẹp để tấn công kẻ khác, đó là cách ứng xử bầy đàn. Dưới hàng loạt bình luận, hashtag đầy gay gắt mà dân mạng Việt để lại trên trang cá nhân của mình, chắc các anh đi đã biết rằng cô đang chọc giận những ai. Việc người dùng mạng bộc lộ cảm xúc yêu, ghét, hô, chê, hài lòng hay không hài lòng với các anh đi, đó là quyền của họ. Nhưng hình như họ quên rằng cô ấy cũng có quyền được mặc những gì mình thích. Không phải ai cũng hiểu hết văn hóa của một non sông khác, và cũng khó để hô chuẩn mực về thuần phong mỹ tục hay quy chuẩn ăn mặc của Việt Nam để áp đặt cho ca sĩ này được. Hình như mặc thế cũng không vi phạm luật Mỹ. Nên câu chuyện cô ấy mặc thế đẹp hay xấu, phản cảm hay xô xi, mạo phạm hay sáng sủa tạo, đó là vấn đề của luận điểm cá nhân. Bạn bày tỏ luận điểm cá nhân của bạn trước một bộ trang phục, đó là quyền của bạn, bạn thấy bức xúc vì áo dài không được mặc đúng cách và muốn quốc phục của mình được tôn trọng là điều đúng mực, nhưng thoá mạ, mặc sát người khác vì người ta khác mình, đó là một thứ tư duy ích kỷ. Thế giới này là nhân loại tự do, và đừng áp đặt ý kiến của bạn lên người khác, ép họ vào khuôn khổ không chắc là đúng 100% mà bạn đang hô nô đuổi, tin tưởng, nhất là ở một lĩnh vực nhạy cảm, nhiều biến động như thời trang. Trước khi phản ứng quá mạnh với người nước ngoài vì họ mặc áo dài không hô nô giá trị chuẩn mực mà bạn đã cuồng hô, trước khi hối hả kết tội người ta làm nhục quốc thể, có lẽ là chúng ta nên bình tĩnh hỏi một cách thanh lịch để biết họ có cố ý không, có hiểu lầm gì không, hoặc là chúng ta cần nhìn lại mình đã thực sự thấu hiểu và truyền bá tới nơi tới chốn về văn hóa áo dài Việt Nam chưa. Mặt khác, cuộc tổng tấn công mà nhiều người biết đến và dân mạng Việt đang nhắm các animator chẳng phải là cách ứng xử rất thường tân tiến sao? Có những diễn viên này, cô nọ còn hăng hái rô từng tấm hình, kêu gọi người ngưỡng mộ tẩy chay, kéo qua tấn công sập Instagram cô ca sĩ đã xúc phạm quốc phục của Việt Nam. Có cả một hội nhóm đông đảo rủ nhau vào inbox hai cô gái người Mỹ gốc Việt nhiều người biết đến trong xóm thời trang để mách, rủ họ cùng cà khịa, tấn công các anh đi Trung Á nữa. Để tăng sức nặng trĩu, quyền lực cho luận điểm của mình, người ta đã vin vào, đã nhân danh những ý niệm tốt đẹp như tự tôn dân tộc, tôn trọng truyền thống, bạn dạng sắc, bảo vệ văn hóa. Nhưng trên thực tế, chửi bới người khác không phải là cách tranh luận tân tiến và đòi công lý, nó chỉ bộc lộ sự bất lực, tự ti và yếu hèn thường về kiến thức. Nếu họ an tường về lịch sử hiện ra và biến đổi của áo dài, ý nghĩa và sự tinh tế trong kiến thiết của áo dài, biết được sự khác lại giữa áo dài và sườn xám tế tà của người Trung Hoa, họ sẽ tranh luận với các anh đi trên tinh thần cầu thị và thấu hiểu, chứ không phải buông ác hẳn chửi bới và rô cô ấy. Nếu thực sự đấu tranh vì lòng tự tôn dân tộc, người ta sẽ biết cách để bộc lộ sự tự tôn ấy bằng cách khôn ngoan, chứ chẳng truyền tấn công rào rào mà chẳng có lời giảng nghĩa lọt tai nào. Tương tự thế, nếu ai đó nói ngược luận điểm của đám đông, kẻ đó sẽ chịu tội vạ, sẽ bị coi là người phản lại những giá trị tốt đẹp mà đám đông nhân danh. Cứ thử hô công khai các animator mặc bộ áo dài ấy thật sáng sủa tạo và gợi cảm hoặc bên cô ấy hô, bạn sẽ bị chửi cho vuốt mặt không kịp ngay, và đám đông cũng không có luận điểm nào ngoài những lời chụp mũ. Chắc bạn chưa quên chuyện một bộ phận dân mạng Việt, sau mỗi trận cầu của đội tuyển Việt Nam mà có chút biến kiểu trọng tài bị hô là xử ép Việt Nam, một cầu thủ đội bạn chơi rắn, dùng tiểu xảo hoặc một cầu thủ đội mình bỏ dở một cơ hội làm bàn, có một pha xử lý không như ý, trang cá nhân của họ cũng nhanh lẹ được lấp đầy bởi những lời hung ác hẳn. Hay mới đây nhất, việc một giáo viên dạy hóa học trực tuyến có gần 350.000 người hô nô giỏi trên trang Phát Anh Úc đã hô hào báo cáo ứng dụng AirVisual trên Google Home bay, Actor Anh Hồn và Phát Anh Úc vì tội ứng dụng này đưa Hà Nội vào tôi một đô thị ô nhiễm. Phát An Úc câu này khẳng định AirVisual đang thao túng hung ác liệu của mình để bán máy lọc không khí do công ty mẹ IQAir sản xuất, cho rằng bảng xếp hạng AirVisual sẽ gây hại cho du lịch đến Việt Nam dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho các tuyên bố của mình. Và dù mới hô hồn hơi nồi chỏ, cũng chẳng cần tò mò sự đúng mực của thông tin, dân mạng đã hùa nhau tấn công giá ứng dụng này một sao, khiến nó bay màu trong một thời gian ngắn. Từ việc kêu gọi tẩy chay AirVisual tới nhiều người biết đến việc đòi săn bằng cô ca sĩ Mỹ vì mặc áo dài không quần, có thể thấy người ta dễ lộ ra sự bất lực, thường cỏi trong việc tranh luận công bằng, tân tiến như thế nào. Và cách duy nhất để tránh bị dắt mũi, đó là sự hiểu biết và bắt thông tin toàn diện. Nếu bạn biết nhiều hơn, bạn có thể đưa ra lựa chọn đúng mực cho riêng mình và cách phản biện hợp lý mà không cần dựa vào đám đông. Đó mới là cách chúng ta cần trong thời đại dễ nhiễu loạn thông tin.